bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ cái bài thuốc thần kinh tọa nha các bạn. Bài thuốc này là của thầy, của ba mình để lại. Lúc ba mình còn sống thì ổng cũng cho rất là nhiều người cái bài thuốc này, người ta uống cực kỳ hiệu quả luôn. Mình rất là tâm đắc cái bài thuốc này của ổng. Bởi vì nhiều người xin đó, thì khi ba mình hướng dẫn cho người ta cách sử dụng, cách điều trị, thì mình biết bài thuốc đây. Bài thuốc đây là khi ba của mình mất rồi. Với lại nó có một cái quyển vở cũng cũ cũ, nó có rất là nhiều bài thuốc mình không biết những cách điều trị của những cái bài thuốc kia. Cho nên mình đã chụp lại cái bài thuốc thần kinh tọa này. Còn những bài thuốc mình không biết kia thì mình cũng đốt đi luôn nha các bạn. Mình đốt cùng bài thuốc này luôn. Mình chỉ chụp, mình lưu lại thôi. Thì cái này nó hơi mờ mờ ảo ảo, thì để mình viết ra một cái tờ giấy khác cho nó rõ nét hơn nha các bạn. Ba chỉ, năm chỉ, hai chỉ, đây là của bên đông y, người ta tính theo chỉ, theo phân, theo lượng. Rồi còn còn cái cách để mà sử dụng như thế nào thì xin chia sẻ với các bạn là mình đi ra tiệm thuốc đông y, các bạn mình đưa cái to này cho bên lương y người ta bán, xong xuôi mình đem về mình cho vô cái thẩu á, mình ngâm với lại 2 lít rượu 40 độ nha các bạn. Sau 3 ngày là bắt đầu mình uống, một ngày uống 3 lần, một ly mắc trâu thôi các bạn, một ly mắc trâu thôi ha. Uống trước bữa ăn tầm 15 phút. Thì cái to thuốc này thì mình uống một to, hai to là nó hết rồi các bạn. Đó. Thì mình thấy người ta đi lại bình thường thì mình cũng ok rồi, mình mừng trong bụng rồi ha. Là cái bài thuốc này hiệu quả các bạn. Mình cũng cho hai người đó ở gần gia đình mình, thì mình biết hai người đó. Một người bạn, một người quen, rồi cũng có cho nhiều người nữa, nhưng mà những người đó thì người ta ở xa mình không có biết được ha. Còn riêng hai người này thì người ta uống là bớt luôn, ok luôn các bạn. Còn với cái giá tiền của cái to thuốc này thì nó rất đơn giản luôn, nó trước đây thì có mấy chục ngàn thôi, bây giờ thì nó lên khoảng 100 mấy 200 gì đó, theo như mình biết nó là như vậy. Ok nha các bạn. Hy vọng là cái bài thuốc này đem lại cho những ai đang mắc bệnh thì cũng sớm được khỏi ha. Cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích cho các bạn thì cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.